Đây, đây là cái mạch Ethernet 5. Và cái mạch này thì nó dùng nguồn là 9V và nó có một cái con IC 5 để dùng để tạo xung, xung nó là xung vuông. Bên cạnh đó chúng ta có thể chúng ta lắp thêm tủ lọc và trở trở dùng có hai loại trở, đó là trở 220 và 4,7K. Thì IC 555, các bạn thấy IC 555 là một linh kiện khá phổ biến mà bây giờ nó dễ dàng tạo được xung vuông và có thể thay đổi tần số một cách tùy thích. Và với sơ đồ mạch đơn giản, người ta điều chế được đủ dòng xung và nó được ứng dụng hầu hết trong các mạch tạo xung đóng cắt hoặc là các mạch tạo dao động khác. Đây là một là hãng do linh kiện CMOS sản xuất. Đây, mình có thể bây giờ mình tháo mình lắp lại cho các bạn thấy. Và chân ra của nó, chân out, chân số 3. Đấy, chân số 3 là chân chân out. Và chân này nó lấy tín hiệu logic khi mà mình rút đây. Đấy, mình cắm vào chân 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 của nó này. Đây con led. Thì chân dương thì mình gắn với chân số 3. Đầu dương của con led mình gắn với chân số 3 và đầu âm của con led mình gắn với chân số nhầm đầu âm của con led thì mình gắn với chân số 3. Còn đầu dương thì mình gắn với trợ của nó. Thế em ơi, anh vào anh nhờ tí đi.